Thưa các bạn, cái tiếp theo là cái này mình rất là kỳ vọng nha. Kỳ vọng giá rẻ, chế được rất hữu dụng. Cái này là cái block mấy là block xe hơi các bạn. Block xe hơi nha. Hàng của Make in Japan nè, block xe hơi nha. Nó có hai thông số, high và low nha. Khi ở bơm tốc độ cao á thì được 2,9 MPa nha. MPa và thấp là 1,5 MPa. Cái này đây nó có một cái gọi là cái relé vậy đó. Nha. Khi các bạn quay mà không cấp điện cho thằng này 12V nha, thì nó vẫn không mở nha, vẫn không mở. Tức là giống như cái sao ta, cái ly hợp. Đó. Các bạn quay nó không có truyền vào trong nha, nó không chuyển động vào trong. Nhưng mà khi bạn cấp 12V á, thì nó sẽ chuyển động vào trong, nó bắt cái chuyển động quay nè với cái bơm sẽ hoạt động như cái ly hợp vậy đó, ly hợp từ 12V. Trước tiên mình giới thiệu nha, tí mình sẽ test. Thì cái này để bơm nước hay bơm gì rất là tốt nha, rất là tốt, đặc biệt là có cái ly hợp bơm nước bơm gì rất là tốt, đầu vào đầu ra hai đầu. Còn đây là mấy con ốc bị bắt à, một vào một ra nha. Ở trong đây thì mình không và nó có một cái van nè, những cái van không, khi mà mình đóng á, thì cái van này nó sẽ mở ra à, nó vừa bắt cái ly hợp và nó vừa mở ra, chế bơm rất tốt nha. Cái này mình cũng bán 650 một cái nha, còn rất là nguyên zin đẹp. Ly hợp nó còn một cái nhớt xanh xanh này, nãy chảy ra quá trời. Này cũng có khoảng 20 cái nha, rã máy.